Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 8 thường. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với bài số 5, Study Habits, với sách bài tập tiếng Anh của Mai Lan Hương. Bài số 5 nhé, trang 33, tiếp tục với bài số 4 La Mã. À, số 3 La Mã, số 3 và số 4 La Mã. Ok, bài số 3 La Mã là gì? Đó là chúng ta có những cái từ trong đây. Đây là tính từ, chúng ta sẽ điền vô đây cho đúng dạng nhé. Điền trạng từ nè, điền một trong những cái trạng từ mà được thành lập từ những tính từ trên. Vậy tất cả dưới đây đều phải là trạng từ của những tính từ này. Bây giờ tôi nói đây là tính từ nhá. Trạng từ của quick là gì? Quickly thêm ly vào thôi. Clear là rõ ràng, thêm ly vào clearly một cách rõ ràng. Patient là kiên nhẫn, trạng từ của nó là patiently, patiently. Một cách kiên nhẫn. Rồi cái từ quick này là nhanh, quick liên một cách nhanh này, một cách nhanh chóng này. Careful là cẩn thận và trạng từ đó là carefully, một cách cẩn thận. Fluent đó là lưu loát, trạng từ là fluently, một cách lưu loát. Good là tốt, trạng từ của nó không phải là goodly mà nó là biến umbalasibur thành well. Lucky là tính từ may mắn, lucky y dài biến thành y ngắn thêm ly vào là một cách may mắn. Serious là nghiêm trọng, nghiêm túc, vậy là thêm ly vào thôi, seriously. Bản thân cái từ hard vừa là tính từ vừa là trạng từ vẫn là hard. Heavy là một cách nặng nhọc, heavily là một cách nặng nhọc. Ok. Rồi, y dài biến thành y ngắn và thêm ly. Bây giờ câu số 1 này, câu số 1 này. Tôi không thể nhìn rõ được với cái kính của tôi. Đó, tôi không thể nhìn rõ ràng được với cái kính của tôi, các bạn xài clearly, động từ thường cộng trạng từ này. Câu số 2, khi tôi rời cơ quan thì trời đang mưa nặng hạt, trời đang mưa to. Trời mưa to chúng ta thường xài cái từ heavily, bởi vì cái động từ mưa là động từ thường, cho nên ở đây các bạn phải xài trạng từ heavily. Sang câu số 3, ba người bị thương, injured là bị thương một cách nghiêm trọng trong vụ tông xe ô tô. Bây giờ chúng ta sẽ xài từ nghiêm trọng, một cách nghiêm trọng, seriously. Rồi câu số 4, tôi chờ đợi một cách kiên nhẫn ở chỗ mà gọi là tắc đường, trong cái dòng xe cộ. Đó, vậy ở đây sẽ là kiên nhẫn, một cách kiên nhẫn, patiently. Rồi câu số 5, lái xe này, the role là quá khứ của the driver, lái xe, tôi lái xe một cách cẩn thận bởi vì đường, điều kiện con đường rất tệ. Ở đây sẽ là carefully, một cách cẩn thận. Câu số 6 nhé, câu số 6, tôi phản hồi, anh ấy phản hồi lá thư của tôi rất nhanh. Rồi, phản hồi là động từ thường, cho nên ở đây đang thiếu một trạng từ và rất nhanh, đó là quickly. Câu số 7, tôi phải làm việc chăm chỉ ngày hôm nay. Cái từ chăm chỉ nó vừa là tính từ vừa là trạng từ, viết harder và thôi. Câu số 8, tôi đã từng nói tiếng Pháp lưu loát. Bây giờ nói là động từ thường, chúng ta phải xài fluently, một cách lưu loát. Nhưng mà tôi đã quên nhiều rồi. Câu số 9, tôi làm rất tốt trong kỳ thi lái xe và đã đỗ lần đầu tiên luôn. Vậy thì ở đây sẽ là tốt, sẽ là well, bởi vì động từ thường, không xài good mà xài well. Câu số 10, tôi đến trễ nhưng may thay buổi họp vừa mới bị trì hoãn. Cái này là bị hoãn lại, trì hoãn. Vậy là ở đây may mắn thay chúng ta đang thiếu một trạng từ, đó là luckily, luckily, may mắn thay, nhớ chưa? Rồi, chúng ta sẽ giải bài số 4 La Mã trong video tiếp theo. Mời các bạn cùng theo dõi. Goodbye and see you later.